Chào cả nhà, hôm nay là đầy ghé thăm lại cái vườn của anh Quanh ở ngã bảy. Thì vườn này đậy xử lý nghiệp vụ là vào ngày 29 ha. 29 đây là 10 16 tháng 5 mà 29 tháng 4. Là tức là mình đã đậy được 45 ngày à. Đây. Đậy 45 ngày. Đây nó ra bông rồi nè cả nhà. Đó, thì trong thời điểm mình đậy á bị mưa nhiều thứ nhất ha, cho nên là nó ảnh hưởng cái thời gian ra bông, nhưng mà cây của mình nó chưa có xào, nó chưa có khô đất cho nên là không có ảnh hưởng gì hết. Mình cứ chờ cho nó ra bông ha, không bị si cây thì không có vấn đề gì, tại trong đậy trong mùa mưa mưa nhiều á nó mát cây cho nên là cây của mình nó chậm ra nè. Cây này nó dở rồi nè, đây cả nhà thấy nè, đây bông nè. Thì 35 ngày thì bắt đầu nó lên mầm rồi, rồi mình cho rước mầm cho dễ bạc nè. Bông rất là đẹp đúng không, bông này sáng đẹp luôn ha, bông này sáng đẹp cực kỳ đúng không. Anh em cái nhà đó. Đây nè, bông rất là đẹp luôn, anh xem đó. Thì giờ dỡ bạc ra thì làm cái gì đó, thì dỡ bạc ra thì mình bắt đầu mình tiến hành mình cho xử lý cái nấm bệnh ha. Mình sẽ có một cái video để mình làm vấn đề mà xử lý khi mà quy trình mà sau khi mà mình dỡ bạc, thì cái video này là chia sẻ lại cái quá trình mình xử lý ha. Thì đó, thì cái bước mà bón lăng ha, khi cây một còn một lá một nó mở cái cuối cùng á thì mình tiến hành mình cho bón lăng đó, bón lăng. Thì 5 ngày sau tưới, sau khi tưới xả xong 5 ngày sau thì mình cho tiến hành là mình lên phân tạo mầm cứ một đó, cứ một cứ hai ha, chặn đọt xong gà bắt lo vô thân cành và nhánh đó, và 10 đến 12 ngày sau thì mình cho lên cái cứ mầm lần 3 đó, thì chúng ta ngồi canh đấy. Thì trường hợp mà mưa nhiều quá đó, đối với vườn này á mưa nhiều quá thì tại cho ra nhẹ lại một cử bắt lo ở trong cành lại đó, thì bắt đầu là cây, hiện tại cây nó ra bông nha, bông cây nó bị bệnh đó, nó ra rất là đẹp ha. Thì trong những vườn sắp tới thì cái cử chặn đọt chứ cái cử bắt lo thì mình sẽ cho cộng chung mình xịt luôn, chứ mình khỏi cần tách ra, nó tốn công nó tốn thời gian nữa ha. Đó, đó là cái quá trình mà mình xử lý bông. Khi nó chạy mầm, nó dậy mầm lên thì bắt đầu mình cho tiến hành là mình cho rước ha, rước bông dưỡng bông phòng nấm này kia đó. Đó, đó là cái cách hiện tại mình đang làm và nó đang là rất là hiệu quả ha. Bông rất là sáng là khỏe nè. Thì làm giờ bông với mình là mình cũng đã làm việc tư tưởng từ trước rồi ha anh Quanh, là không có gọi là không có nôn nóng gì hết. là làm là mình nói rồi, từ khi bắt lo mà tới ra bông từ giá 30 đó, 25 ít nhất cũng 25 ngày, có thể là 40 ngày cũng không chừng nữa đó, tùy theo cái thời tiết ha. Chứ mình không có nôn nữa, mà xong rồi mình xịt xong rồi mình bỏ đó, là mình chờ ha, chờ tới thời điểm thuận lợi để cho cây nó ra bông thôi, chứ mình không có xịt nhiều. Mình không thấy nó ra bông cái mình mua đồ gì mình rước, mình phá nguyên trạng mình rước ha. Đó, cuối cùng là cái nó tốn tiền, thứ hai nữa là cái cây mình nó bị rối loạn luôn, mà tới khi mà nó ra bông rồi, nó ra bông chuyền là mình ra tới ngoài 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 đầu cành thì rất là mệt ha, cho nên nó bây giờ là mình chỉ chờ cho đủ đủ điểm rơi là để nó ra thôi. Thì hiện tại là vườn của anh Quanh là nó đã ra trên 90% mà, rất là ok ha. Nói chung là cái vườn này thì cũng có dấu hiệu nó bị bệnh nè. Các nhà thấy một số cây trong vườn nó bệnh không, những cây đó là có dấu hiệu nó bị bệnh đó, thì mình đang cho xử lý cái bệnh ha. Và ngay trong thời điểm này thì bắt đầu mình cho thúc, mình cho lấy cái đọt luôn, cho anh Quanh lấy cái đọt luôn ha. Rồi rồi, cảm ơn cả nhà nha. Cái video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà là cái bước để mình xử lý cái giai đoạn mà lúa bắt cua. Rồi, cảm ơn cả nhà.